Ok, chạy lại. Nhập A. Chương trình của mình viết vậy ổn chưa ta? 8 B 5. Nghiệm của phương trình từ 6.25 tới 0.625. Chương trình của mình đúng đúng không? Chạy lại. A. Đúng không? Tại sao sai? À, đọc số chứ không có chữ. Cho nên chỗ này mình phải làm gì? Một là mình sẽ sử dụng cấu trúc try. Nếu làm được thì làm. Ý nghĩa của cái lệnh try nè. Nếu làm được thì làm, còn không thì, mặc dù không có lệnh if nhưng mà nó là dạng cấu trúc if đó. Nếu làm được thì làm. Đây, try kiểu gì nha. Chỗ này nhập A. Thầy không có nhập kiểu vậy mà thầy try enter. Try. Thầy đưa cái nhập A này vô trong. Được chưa? Nhập A thôi nha. Rồi quay trở lại nha. Chưa làm gì hết. Try mở ngoặc get. Chạy lại. Hỏi A bằng T đúng không? Enter. Tại sao lỗi? Tại sao lỗi? Rồi, bây giờ mình sẽ đi đi thử nè. Tại sao lỗi? Tại sao nó không nhảy xuống đây? Mình sẽ vô debug giúp cho thầy một cái. Nhớ dev phải bắt được nha. Mình muốn làm dev mình phải debug giúp thầy chạy debug file. Hôm sau mà bạn nào chạy lên mà bị lỗi, thầy yêu cầu các bạn debug, vui lòng chạy được giúp thầy. Net F8 A bằng, mình sẽ bắt giá trị nè. A có giá trị là 2 nè. B có giá trị là 7 nè. Net tiếp nhập A nè. Xuống đây nè. Nhảy nè. Và nó đang chờ mình ở bên cái phần out nè. Mình nhập A vô là chữ T nè. Enter. Nó nhảy xuống đây. Được chưa? Nó nhảy xuống đây nè. Như vậy lúc nãy là cái lệnh nhập A của mình là try catch, được chưa? Và bây giờ mình kiểm tra lại thử A của mình bằng mấy. A bằng 2 nè. B bằng 7 nè. Mà sao lỗi? Đúng ra là không lỗi. Rồi, chỗ này nhập B. Chỗ này tại mình để chung dòng cho nên mình khó thấy. Chạy lại chỗ này giúp thầy cái. Tại do mình để chung dòng á, mình không thấy được cái đó. Nhập A. T. Rồi, ok. Nó hỏi nhập B rồi. Nhưng mà do gì các bạn? Nó chưa kịp hỏi, nó chưa kịp scan. Scan net in là nó đã bị trôi rồi. Bây giờ cái net in này của mình nè. Nó chưa kịp gọi luôn. Mà nó lấy cái giá trị cũ của scan á, nó đẩy vô. Đó. Nó chưa kịp gọi, nó chưa kịp clean cái biến nhập cho nên nó lỗi. Như vậy chỗ này mình có hai trường hợp xử lý. Một là mình clean cái scan này trước rồi mình đã gọi sau. Đó. Thì chỗ này mình có thể xử lý rất là cơ bản. Netline. Xử lý cực kỳ cơ bản. Cái này giống gì?
giống gì các bạn? Bên C có bao giờ bạn xử lý tôi lệnh chưa? À, đúng rồi, có bạn nói F plus kìa. Sao chưa? Rồi. Đúng không? Nhập B. Xử lý trôi lệnh. Bây giờ nó đang chờ mình nhập nè. Ví dụ như mình nhập là 20 đi cho nó khác. Như vậy theo các bạn bây giờ A là mấy? A là mấy? A bây giờ không phải là T. Nó hay chỗ đó đó. A bây giờ là mấy? Là 2. A là mình gán ở trên là 2. Mình xuống đây. Try. Cố gắng lấy A từ bàn phím. Nếu lấy được lấy, không lấy. Và nó đã bỏ. Hay không? Nếu lấy được thì lấy, mà không lấy được bỏ. Đừng có thương tiếc gì hết. Và nó đã bỏ. Mình gõ vô chữ T. Lúc đầu mà mình không có try catch, có phải là nó cố tình nó lấy không? Mà nó lấy không được, nó khóc. Khóc ra một dòng sông đỏ lè luôn. Nhưng mà khi mình dùng try catch thì sao? Mình báo nó, con ơi, con lấy được, con lấy, mà con không lấy được, bỏ. Không có gì phải tiếc hết đó. Thì đúng là nó bỏ. Nó bỏ rồi. Mình gõ vô chữ T. Chữ T làm sao gán được kiểu in được. Cho nên nó bỏ thiệt. Và xuống đây A vẫn bằng 2. Và chúng ta chia ra. Chúng ta chia ra. Vẫn được nhé. Rồi bây giờ mình chạy lại chỗ này. A chữ T. B mình nhập 20. Và cuối cùng phương trình có nghiệm trường 10 ngon lành. Ủa, hồi nãy thầy debug rồi mà không 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 phát hiện ra vấn đề hay sao mà ủa? Lý do gì? Lý do nè, con ơi đừng có cố gắng. Làm được làm, không làm được bỏ. Lấy được lấy, không lấy được bỏ. Mà nó bỏ thiệt. Được chưa? Và chương trình của mình, nếu như bạn đưa B vô đây luôn thì không bao giờ bị lỗi. Bạn luôn. Bạn luôn. Bạn sẽ đưa B vô đây. Và tạm thời mình bỏ cái lệnh này đi coi. Nhập B mình đưa vô trong hết luôn. Rồi. Nhập A, nhập B mình đưa vô trong hết. Để coi thì nó báo gì. Được chưa? Chạy lại. A bằng T. Tại sao? Chưa kịp nhập B mà. À, A lỗi, bỏ luôn, khỏi cần. Cái đầu mà đã lỗi rồi bỏ. Bây giờ mình muốn rằng lỗi A thôi kệ, vớt vát thằng B. Thì làm sao? Nếu như mình muốn như vậy, tức là mình phải có cái idea mình muốn cái gì, thì mình sẽ xử lý theo cái luồng đó. Giả sử như mình muốn là nhập A lỡ thôi, thằng A nó dở thôi, rồi mình dịch. Thì xuống đây mình try, mình nhập B. Hai đàn này mình nhập độc lập, được chưa? Độc lập thì nhập nghe T đâu rồi, sao nó biến luôn rồi, nó bị gì biết không? Nó bị trôi lệnh tiếp. Next line nó bị trôi lệnh đó. Rồi A bằng T dứt giác được B, B sai tiếp thì thôi lấy hai cũ 27. Được chưa? Rồi trong trường hợp này bạn công bố với thế giới rằng tôi code không bao giờ bị lỗi.
đúng không? Có lỗi đâu. Và đây là một cái cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Vui lòng, vui lòng, mỗi lần try vui lòng e chấm print in dùm cho thầy cái lỗi ra dùm cái, nếu như có thì in ra đó, được chưa? Nếu có lỗi in ra cái, vậy thì nó in ở đâu? E nhập chữ T đó, E nhập chữ T, nhưng mà nó vẫn hỏi B. Ok, R in ra và phương trình vẫn chạy như thường. Không có làm khó, chỉ ra là lỗi gì thôi, vẫn chạy. Được chưa? Như vậy thì vui lòng đừng có ém cái lỗi dùm cái. Try thì try, nhưng mà vui lòng in cái lỗi ra, nhưng mà chạy vẫn chạy. Try là phải kết nha. Nếu như mà các bạn try mà các bạn không kết là cực kỳ nguy hiểm. Cứ ảo tưởng sức mạnh, code không bao giờ bị lỗi. Thầy ơi, chương trình của em có lỗi đâu, đâu có gì đâu đỏ. Tại vì em kết chứ, bây giờ chỗ này em không kết coi thì đâu có lỗi. Chương trình em đâu có lỗi. Lỗi đâu? Chạy được mà. Được không? Thì vui lòng, nếu sai thì phải dùng kết giúp thầy. Còn kết kiểu gì là tùy các bạn. Nếu như các bạn thông minh, các bạn không muốn cho khách hàng thấy lỗi nhưng vẫn phải capture lỗi, thì chỗ này thay vì bạn print trực tiếp ra như thế này, bạn có thể ghi cái lỗi này ra một file log. Ghi cái lỗi này ra một cái file, hoặc là các bạn dùng Windows đó, các bạn thấy gì? Mỗi lần lỗi thì nó làm sao? À, nó sẽ đưa ra một cái hồi thoại và nó nói là bạn có muốn gửi lỗi này cho Windows hay không. Nếu mình đồng ý thì mình send. Và chú ý chỗ này, kinh nghiệm viết phần mềm luôn, nếu như các bạn send đi là các bạn phải có sự đồng ý của khách hàng. Bởi vì bạn vô nhà người ta, bạn vô nhà người ta, bạn cầm một, bạn đi ra thì từ giấy trắng là không có gì mà gọi là ghê gớm cả, không có gì ăn cắp cả. Nhưng đó là đồ của người ta, muốn cầm ra là phải báo. Khi bạn viết phần mềm cho khách hàng, mặc dù bạn có quyền lấy một cái thông tin để đưa ra bên ngoài công ty và gửi cho mình, và việc đó làm có ích cho khách hàng, sửa lỗi kịp thời cho khách hàng, nhưng mà việc đó là vi phạm lấy thông tin cá nhân của công ty người ta chuyển ra ngoài khi người ta chưa đồng ý. Cho nên Microsoft người ta mới để một cái bảng có đồng ý chuyển không. Nếu đồng ý thì send, không đồng ý thì đinh send. Hết. Sau này không có kiện nha. Sau này mà có mất dữ liệu hay là có vấn đề gì cũng không phải là do tôi. Do người dùng đồng ý chuyển cái dữ liệu này từ bên trong ra. Thì nó có hai cách. Các bạn sẽ làm giống như Microsoft. Hay là các bạn có thể lưu lại một cái vết, nhưng mà vẫn lưu ở công ty người ta. Thì cứ mỗi lần mình đến mình bảo trì thì mình mở cái log ra, mình xem thử là phần mềm của mình trong quá trình chạy nó có bị lỗi gì không. Nếu có lỗi thì mình capture lại, mình báo với người ta là tôi sẽ capture cái này về tôi fix lỗi. Được chưa? Thì cái này nó sẽ phát triển cho những cái môn học sau. Nhưng mà đây là thầy cũng gợi ý cho các bạn, try là phải kết. Bỏ kết cực kỳ nguy hiểm, ảo tưởng sức mạnh, code không bao giờ có lỗi. Được không? Như vậy mình đã học đến phần try, get và học đến phần ép kiểu. Thay vì mình scan net in để nhập vào một kiểu in, thì mình có thể là scan net line và mình ép kiểu. Thì cái ví dụ chỗ này nó như thế này.
chỗ này nó có nhiều kiểu, thì các bạn sẽ viết lại cái phần này đi, viết lại phần này để mình hiểu cái này trước đi, rồi sau đó thì chúng ta sẽ viết tiếp. Và trong cái video mà thầy đang chuyển cho các bạn, tí nữa sau cuối buổi thầy sẽ chuyển cái video này cho các bạn khá là dài, và các bạn sẽ cố gắng focus vô từng đoạn giúp thầy. Ví dụ như là về cái lệnh try catch, ví dụ như là các bạn muốn học lại cái lệnh try catch của thầy thì các bạn try catch một cái A thôi, sau đó mình cho B nó chạy giống y chang, làm từng phần giống như thầy, chứ đừng có nhìn vô cái đoạn code cuối cùng mà code lại. Bạn nhìn vô đoạn code cuối cùng bạn code lại, nó chỉ chạy được đoạn code thôi, còn bạn không hiểu gì về try catch cả. Còn nếu bạn làm ngay từ đầu, try mỗi người nghe thôi, lỗi, rồi thầy sửa cái gì. Trước khi try, thầy gõ vô A và thầy nhập chữ T, nó bị lỗi. Thì cuối cùng thầy try và nó hết lỗi. Nhưng mà nó lại không tính được, bởi vì lúc đó nó không nhập được B. Thì tại sao nó không nhập được B? Là do nó trôi lệnh. Nó chưa kịp nhập B là nó đã lấy cái kết quả từ trên, nó nhảy xuống rồi. Nó chưa kịp lấy. Bởi vì sao? Mình enter cái T qua thằng kia, nó kêu là lấy không được, thôi bỏ. Thì trong cái bộ nhớ đệm của scan nó vẫn còn T trong nó. Cho nên xuống dưới mình gán cho B một cái, nó đâu có kịp nhập nữa. Còn mà, thì nó lấy cái còn đó, nó bỏ vô thằng B luôn. Mà thằng B cũng nhận giá trị mới. Mà thằng B là nó nhận giá trị T, nó cũng đâu có nhận được. Cho nên nó lỗi. Đấy. Như vậy thì các bạn phải làm từ từ, thì nó sẽ ra được vấn đề. Chứ còn nếu như mà bạn làm nhanh quá thì chắc chắn là bạn sẽ không hiểu chỗ này. Được chưa? Còn nếu như mà bạn nào cảm giác try catch hơi khó thì thôi, tạm thời tại thời điểm này chấp nhận là mình nhập đúng, không nhập sai. Thì chương trình của các bạn như vậy, giả sử có một cái đoạn code yêu cầu các bạn try catch nhưng mà thầy ơi em chưa hiểu, thì thôi tạm thời chấp nhận là viết không có try catch, nhưng mà thầy thấy nó cũng không quá khó nếu như các bạn chịu khó tí xíu, làm đi làm lại. Thì cứ giống như đi xe máy vậy đó, đi đến lúc mà bây giờ ngồi lên xe máy là nó đến trường, muốn uống cà phê ở đâu là tự động nó chỉ có Google Maps, nhìn Google Maps tí thôi, còn lại là điều khiển cái xe là gần như không quan tâm. Nhiều khi đôi khi mình chạy nhanh chạy chậm mình cũng không, đường vắng mình lên ga lúc nào mình cũng không biết luôn. Mà đến ngõ tư nó chạy chậm lại lúc nào mình cũng không biết luôn, đúng không? Thì cái đến lúc mà gặp ngõ tư xe đông nó chạy chậm lại lúc nào mình cũng không biết tại sao chậm luôn, mình giảm ga lúc nào cũng không biết, mình đạp thắng lúc nào cũng không biết. Hơi quá.